Nguyễn Ngọc Hai lưu ý này nha. Đồ thị bản vẽ thì nó ổn nhưng mà nó có nhiều cái điểm bị sai như thế này. Thứ nhất á, là cái nhánh quỹ đạo nghiệm số này em thấy không? Nó phải là tiệm cận, bám cái đường tiệm cận, càng lúc càng sát. Ở chỗ này bạn banh ra dần dần rồi nè, nó không có càng lúc càng sát. Cho nên sẽ bị trừ điểm ở chỗ này một chút xíu. Mỗi nhánh tiệm cận đại diện bằng một mũi tên thôi, bạn vẽ hai mũi tên là không nên nha. Không bắt lỗi sai nhưng mà là không nên, chỉ vẽ một mũi tên ở giữa nhánh thôi. À, mũi tên là phải ở giữa nhánh, ở đây từ cái cực trừ 4 cho tới 0 trừ 3 là cái mũi tên này nó nên ở giữa nhánh, và cái nhánh bạn nên tô đậm lên cho người ta biết đó là một nhánh quy đạo nghiệm số. Chỗ này không có số không đàng hoàng, chỗ này là trục ảo, bạn đang vẽ hình nằm ngang đúng không? À, cái này là trục ảo chữ IMZ, trục thực REZ, phải đàng hoàng như vậy thì nó mới trọn vẹn. Bắt đầu cái quỹ đạo nghiệm số mình trọn vẹn vậy mình mới ăn trọn điểm nha. Chẳng hạn như bạn Phạm Tuấn Kiệt này nè, lưu ý bạn vẽ cái quỹ đạo nghiệm số mà không có cái mũi tên trên cái nhánh nha. Chẳng hạn như -8 nó sẽ xuất phát ra một nhánh quỹ đạo nghiệm số có mũi tên chỗ này, -7 xuất phát ra một nhánh quỹ đạo nghiệm số có mũi tên chỗ này, và tại điểm tách nhập xuất phát ra hai nhánh quỹ đạo nghiệm số và phải có mũi tên ở chỗ này và chỗ này. Bạn không có vẽ mũi tên gì hết nha, cái lỗi này là lỗi nặng sẽ bị trừ điểm nha.